Hi, xin chào các bạn đã đến với kênh ẩm thực Forbi Food. Tôi là Trần Minh Sơn, đầu bếp. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một món mà mình có thể nấu ở nhà cho gia đình mình vào những ngày cuối tuần. Hoặc nếu như chị em nào mà có muốn kinh doanh cái món này thì cũng vẫn được. Đây, tôi xin giới thiệu sơ bộ về cái món bánh canh này. Là thường ngày á, ngày nhỏ tôi đi học ngang chợ đó, thì là lúc nào cũng gặp một người gì ngồi hai cái gánh. Một bên là nồi nước lèo và một bên là để thịt, để tất cả các loại gia vị ở bên trên đó, rồi bao gồm là thịt heo chẳng hạn, giò heo, hành lá, bánh canh, những thứ để sẵn ở bên đó. Và ở chính giữa là một chồng chén tô, là tùy theo nhỏ thì ăn chén mà người lớn thì ăn tô chẳng hạn đó. Đây, tôi bắt đầu là tôi xin giới thiệu tất cả cách nấu mà người dì đó, sau khi mấy chục năm mà tôi ăn thường xuyên thì dì ấy có chỉ cách nấu và hôm nay tôi chia sẻ lại với các bạn. Đây, trước tiên mình sẽ có một ít rượu, một ít gừng. Hai cái thành phần này là dùng để cho mà mình sơ chế cái phần thịt heo này, cái phần giò heo này đó, là nó bớt hôi đi. Còn đây là những gia vị cơ bản gồm có muối nè, đường, bột ngọt, nước mắm ăn kèm, huyết heo mà mình đã mua ngoài chợ, chanh ớt dùng ăn kèm. Và riêng món bánh canh này đặc biệt cái là phải có hành phi vô, cái vị thơm ngon của hành phi ở trong nồi nước dùng rất là thơm. Đây là hành ngò băm mà mình dùng ăn kèm sau khi nấu xong. Rễ ngò này tôi dùng nấu nước dùng cho nó thơm. Còn đây là 1 kg giò móng heo, tôi thích ăn da nhiều cho nên tôi cho thêm da. Đây là bánh canh và ăn kèm là cháo quẩy. Và bây giờ trước tiên thì mình sẽ bắt đầu là mình trần, mình chờ nước sôi bắt đầu mình trần sơ cái phần móng này cho nó bớt hôi đi ha. Rồi, sau khi bắt đầu nước sôi rồi đó, tôi bắt đầu là tôi sẽ cho một ít rễ ngò vào cho nó hương thơm nó ra, một ít gừng để mà mình trần. Rồi bắt đầu tôi sẽ cho xương vào tôi trần. Tùy theo cái bếp của gia đình các bạn, lửa lớn lửa bé đó, thì các bạn có thể là trần từ 3 tới 5 phút cũng vẫn được nha. Và mình cho cái da heo này mình trần luôn. Rồi sau đó thì mình sẽ chờ cái nước nó sôi lại một chút xíu, là lúc đó tôi mới bắt đầu tôi cho cái rượu gừng vô để cho nó khử mùi phụ luôn với gừng và rễ ngò. Rồi lý do mà tôi trần cái giò heo này đó là một phần là mình tống hết cái máu ở trong xương ra, để mà khi mà mình nấu nước dùng cái nồi nước của mình nó trong đi và nó đỡ bị hôi hơn. Và rượu gừng cũng là một trong những cách đó để mà khử cái giò heo nó hôi đi. Rồi sau khi các bạn để ý thấy nè, cái nồi nước sôi của mình á là bắt đầu là nổi bọt dơ, là máu tiết dơ nó tiết ra đó, thì bắt đó là mình sẽ cho tí rượu gừng vô để khử. Và bây giờ là mình sẽ nấu thêm khoảng từ 3 phút cho tới 5 phút là tùy theo cái bếp của gia đình các bạn, lửa lớn lửa nhỏ nha. Rồi sau từ 3 đến 5 phút mà mình đã trần đó, bắt đầu là mình vớt ra mình ngâm nước. Mục đích là để ngâm nước liền đó, là một phần là sốc nhiệt độ, và một phần là mình sẽ dùng nó đó, mình rửa cho sạch lại một lần nữa. Rồi bây giờ các bạn chịu khó rửa thật sạch và xả cho nó, khi mà cái chân giò này của mình nó nguội hẳn luôn là nó lúc đó nó sạch sẽ rồi, thì là cái nồi nước dùng của mình khi nấu nó sẽ trong đó. Mình cứ bỏ mấy cái gừng rễ ngò này ra. Rồi, các bạn thấy là trắng trong lại rồi ha. Rồi sau khi tôi đã xả 3 lần đó, như các bạn thấy nè, là nó đã sạch và trong rồi đó. Bắt đầu là mình sẽ ngâm thêm một lượt nữa là 20 phút để cho tiết máu mà nó còn vướng lại ở trong đó một chút xíu nào đó thì nó sẽ ra thêm một lần nữa cho nó sạch hơn. Đây, sau 20 phút nè, các bạn thấy nè, xương của mình nè, càng ngày càng sạch và trong hơn. Thật ra nếu mà các bạn ngâm lâu hơn nữa cũng được, không có sao cả, càng tốt thêm chứ không có gì. Đó, giờ bắt đầu là mình đi nấu ha. Rồi tiếp theo là bắt đầu là mình bước đến cái bước mà quan trọng nhất là mình nấu nước dùng. Thì là tôi chỉ sử dụng gốc ngò rí là đủ rồi, là nó đủ thơm lắm rồi. Và sau khi mà mình bỏ xương vào đó thì lúc đó tôi sẽ chỉ tiếp các bạn một cái cách nhỏ, là để mà mình nhìn vô cái mực nước sôi á, để cho mình nấu xương cho nó ngon.
Rồi sau khi nước sôi á, bắt đầu là tôi sẽ cho xương vào. Và các bạn có thấy là cái phần da heo này trong đây rất nhiều á, là một phần đó nó cũng giúp cho cái nồi nước mình á sánh tự nhiên, và một phần nữa là nó tạo thêm cái vị mà béo béo thơm thơm cho cái nồi nước dùng của mình đó. Mình cứ cho hết vào. Rồi, để cho rễ ngò vào. Rồi, sau khi mà các bạn cho xương vào đó và nước nó sôi lại đó, thì làm gì làm, vẫn còn một ít bọt. Thì các bạn chịu khó hớt bọt giùm ha. Rồi sau đó mình sẽ điều chỉnh nhiệt độ cái bếp của mình lại cho lửa thật là nhỏ. Rồi các bạn khi đó mà khi các bạn hạ lửa rồi đó, mình cứ để ý giùm là cứ nhẩm tính trong đầu là 5 giây là cứ một tia bọt nó nổi lên, 5 giây một tia bọt nó nổi lên là được. Là lúc đó cái nồi nước của mình nó sẽ trong mà không bị bẩn đục. Đó các bạn, là sau khi mà thấy sôi lại một dạo đó và mình cố gắng mình hớt cho thật là sạch bọt á, thì là tùy theo cái bếp của gia đình mình như thế nào đó, mình sẽ hạ lửa cho thiệt nhỏ xuống. Và mình thỉnh thoảng mình nhẩm tính ở trong đầu á, mình nhìn vô cái bọt nó nổi lên á, là cứ khoảng 5 giây mới có một giọt bọt lên. Và mình cứ nấu liu riu như vậy đó là khoảng 1 tiếng rưỡi, thì cái cục giò heo của mình á nó sẽ vừa chín, nó vừa mềm mà nó vừa dai. Còn nếu như bạn nào mà muốn nấu mềm hơn á, thì là mình cứ việc cho chín thêm. Và lúc đó là mình sẽ canh theo cái độ mềm của da hay là của thịt á, là tùy theo ý thích của bản thân. Thì là các bạn cứ việc nấu thêm hoặc bớt đi tùy các bạn. Và bây giờ tôi sẽ ủ ở đây 1 tiếng rưỡi. Và mực nước này là tôi nấu 4 lít rưỡi. Là sau 1 tiếng rưỡi của mình á, thì là nó sẽ giật xuống một chút xíu. Và tới lúc đó tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách nêm theo cái định lượng nước mà mình còn lại, là cái lượng gia vị cho vừa đủ cho các bạn dễ làm. Sau 1 tiếng rưỡi mà mình ủ ở trong nồi rồi đó, bây giờ thịt nó đã chín mềm rồi, như các bạn thấy nè, thịt chín mềm nè đó. Và cái nồi nước này đó, lý do là nó lền như vậy đó là do da heo, và một phần nữa cái phần da của ngay cái móng giò đó nó tiết ra, chứ không phải là bị đục nước nha. Và bây giờ để cho các bạn dễ hình dung á, hồi nãy tôi có cho 4 lít rưỡi nước với 1 kg xương á, thì bây giờ tôi sẽ lấy ra để cho các bạn coi lại cái mực nước á, rồi các bạn sẽ tự tính cho gia đình mình cho nó dễ đó. Mình bỏ cái rễ ngò đi. Đến lúc này là rễ ngò đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Rồi sau khi các bạn vớt xương ra nè, hồi nãy mực nước 4 lít rưỡi nó lên tới đây, thì bây giờ sau 1 tiếng rưỡi nấu xong đó là nó giật xuống hết còn một nửa. Thì vấn đề là nước đậm hay lạc đó là một phần do các bạn chịu khó canh nước nha. Nếu mà mình muốn ăn đậm đà từ xương á, thì mình cho lượng nước này nó giật xuống một nửa là được. Còn nếu như bạn nào kinh doanh á, mà do là cái vấn đề sắp Tết rồi, thịt heo nó mắc á, thì các bạn có thể là điều chỉnh lượng nước theo ý của mình. Rồi sau khi mà mình đã canh được cái lượng nước đó, thì tùy theo khẩu vị gia đình á, các bạn có thể cho 1 muỗng muối này, 2 muỗng đường. Mà bạn nào thích ăn bột ngọt nhiều thì mình cho nhiều, còn như tôi thì tôi chỉ cần cho một chút xíu bột ngọt cái đầu muỗng này thôi. Và mình chờ tan ra. Và cái điều đặc biệt giống như tôi nói lúc đầu đó, cái hành phi này lại là rất là quan trọng trong cái nồi bánh canh này. Thì hành phi này vừa thơm, vừa có tiết ra cái vị đậm đà, và làm cho cái màu nước đó, nó chuyển sang cái màu hơi hơi nhẹ nhẹ cánh gián. Cho nên là mình sẽ cho vô trước luôn. Thì các bạn vừa cho vào thôi là cái hương thơm nó bốc lên rồi. Đó, thì các bạn cho muốn cho ít cho nhiều. Đấy là bắt đầu cái nồi nước đã chuyển màu được tối thì chút xíu nè các bạn thấy không. Và bây giờ thì tôi sẽ cho xương trở vào lại. Bởi vì hồi nãy là mình chỉ múc ra là cho các bạn hình dung cái lượng nước thôi. Và có một điều khác biệt nhẹ đó, đó chính là bánh canh. Là bánh canh này mình không có trộn nha, mà là nấu trong nước này luôn, cho để cho thấm gia vị. Rồi cho vào. Rồi để tôi nhắc lại cho các bạn nhớ kỹ hơn hoặc là dễ dàng hơn chút xíu ha. Như lúc đầu là mình 4 lít rưỡi nước, rồi sau khi mà nấu xong á thì còn khoảng 2 lít rưỡi nước. Thì là bắt đầu tôi sẽ nêm 2 muỗng muối, 4 muỗng đường và 1 phần 3 muỗng bột ngọt. Đó, và bắt đầu là khi mà gia vị thấm vào xương và đã cho bánh canh vào để cho hút gia vị vô bánh canh cho nó thêm ngon đó,
vậy là ok rồi đó. Rồi sau khi mà cho bánh canh rồi đó, và gia vị đã cũng đã thấm vào heo, thịt heo rồi cho nó thơm ngon rồi đó. Ở đây quyết là do mình mua ngoài chợ đó, họ đã làm chín hết rồi cho nên tôi sẽ cho vào sau cùng. Và bây giờ bắt đầu là mình sẽ mở lửa lớn lên lại để cho khi mà tô bánh canh đó, mình cầm trên tay ăn đó là phải nóng cái tô luôn á, lúc đó nó mới đã. Còn nếu như các bạn nào mà mua bán á thì mình có thể chán sơ nước sôi làm cho cái tô này nó nóng lên rồi mình mới múc bánh thì cũng được. Rồi sau khi mà đã cho tất cả vào và nước sôi lên đó, bây giờ tôi múc bánh và tôi sử dụng cái vạt này mình múc cho nó lẹ. Đây có một cục giò heo. Do là sợi bánh nó dài á, thành ra là hơi khó múc, cho nên các bạn cũng đừng có sợ nha. Mình ăn là mình phải múc từ từ đó. Rồi bây giờ bắt đầu là thêm một ít huyết, hoặc là bạn nào muốn ăn giò nhiều thì mình cứ múc giò nhiều. Giờ mình thêm nước vào. Đấy, nước phải bốc khói cái tô vậy luôn nè. Rồi mình sẽ cho một ít hành ngò đã băm sẵn, vài lát ớt, một miếng chanh. Bạn nào muốn thích ăn chua nhiều thì mình ăn nhiều, còn không thôi mình ăn ít thôi, vừa đủ đưa vị thôi. Rồi vài cái cháo quẩy. Thế là mình đã có một tô bánh canh ngon lành. Và bạn nào thích ăn nước mắm á, thì mình có thể chế thêm một miếng cho nó đậm đà hơn thì tùy các bạn. Đó, rồi xong. Và rồi thế là đã hoàn thành tô bánh canh. Chúc các bạn có thêm một món mới cho gia đình mình. Hết sảy con bà Bảy.